Con gái ruột duy nhất của Phi Nhung là người như thế nào? Phi Nhung có 27 người con nuôi và một cô con gái ruột. Công khai con gái vào đầu năm 2017, hiện tại con gái của nữ ca sĩ đã tốt nghiệp ngành y tá tại một trường đại học ở Mỹ. Nhắc đến nữ ca sĩ Phi Nhung, khán giả lại không khỏi bồi hồi trước những ca khúc dân ca trữ tình đã gắn liền với ký ức của các thế hệ như Căn nhà màu tím, Phải lòng con gái Bến Tre, Nỗi buồn chim sáo, Anh về miền Tây, vân vân. Cô sinh năm 1972, là con lai giữa Mỹ và Việt Nam. Là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng từng được khán giả đặt cho nghệ danh là Nữ hoàng băng đĩa khi cô chính là ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh thu bán chạy vượt hàng kỷ lục. Cô chính thức được trở về và biểu diễn ở Việt Nam từ năm 2005. Em về miền Tây, chiều quê nghe tiếng ai hò, sông nước lăng tăng, buồn trôi theo ánh trăng. Cầu tre chiều quê cùng anh ngắm quang, buồn hận buồn. Bên cạnh việc được khán giả yêu mến bởi giọng hát, cô còn được khán giả quan tâm nể phục ở cách sống tràn đầy tình thương của mình. Cụ thể, Phi Nhung là người đã nhận nhiều con nuôi, xây nhà mồ côi, chăm sóc các con như con ruột của mình, vì bản thân cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Năm 2017, khán giả bất ngờ khi Phi Nhung công khai con gái ruột của mình sau hơn 20 năm giấu kín. Được biết, cô con gái tên là Wendy, sinh năm 1992, hiện đang làm y tá ở Mỹ. Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, khuôn mặt Wendy nhìn rất phúc hậu, hiền lành. Wendy có mối quan hệ rất tốt với những người em nuôi của mình. Mới đây, trong khi cả thế giới đang chống dịch Covid-19, con gái Phi Nhung cũng là một trong những người hùng thầm lặng khi làm việc cực lực trong bệnh viện vì phải tăng ca do số bệnh nhân ở Mỹ tăng đột biến. Phi Nhung cũng từng xúc động chia sẻ khi Wendy trở thành y tá điều dưỡng tại một trung tâm y tế lớn ở Mỹ rằng: "Mẹ cảm ơn tình yêu to lớn nhất của đời mẹ, chúc mừng con gái của mẹ đã hoàn thành xong những ước mơ của mẹ hằng mong mỏi." Và điều khiến cho khán giả cảm động nhất có lẽ là sự chia sẻ của cô về lời hứa giữa hai mẹ con rằng: "Còn một lời hứa với mẹ là về Việt Nam thăm khám bệnh cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Từ giờ phút này mẹ con mình bắt đầu thực hiện ước mơ này nha con." Có thể thấy cả hai mẹ con Phi Nhung đều là người có trái tim cao cả. Khi họ luôn sống cho người khác, cống hiến sức lực của mình vì bình yên của những người khốn khó cần sự giúp đỡ. Đây có lẽ là lý do khiến cho khán giả luôn yêu thương Phi Nhung, đồng hành cùng cô suốt quãng thời gian qua.